hai tay trùm đang trốn truy nã, điều hành đường dây ma túy Nguyễn Văn Thuận, tức Thuận Chột, và Nguyễn Thành Tuần đã bị bắn hạ trong cuộc đấu súng nghẹt thở suốt 2 ngày, 27 và 28 tháng 6 năm 2018. Thực hiện chuyên án 18TN, 19TN, đấu tranh với các đối tượng Nguyễn Thành Tuần, tên gọi khác là Trăng, sinh năm 1983, trú tại thôn Lặt, Yên Trung, Thạch Thất, Hà Nội. Nguyễn Văn Thuận, tức Thuận Chột, sinh năm 1984, trú tại Thanh Liêm, Hà Nam. Ngày 27 và 28 tháng 6 năm 2018, Công an tỉnh Sơn La phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã huy động hơn 300 cán bộ chiến sĩ, nhiều xe bọc thép và vũ khí chuyên dụng tiến hành đột kích thủ phủ ma túy Lóng Luông, huyện Mai Châu, tỉnh Sơn La. Ngoài hai tay trùm ma túy là Tuân và Thuận, còn hai đối tượng nguy hiểm khác bị tiêu diệt, bắt sống ba tên khác, thu giữ lượng vũ khí, súng đạn cực lớn. Ngày 7 tháng 6 năm 2018, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy tại cụm địa bàn các xã Hàng Kìa, Bà Cò, huyện Mai Châu, Hòa Bình và xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La. Theo thông tin từ hội nghị, tại các điểm nóng Lóng Luông và Bà Cò, nhiều đối tượng bị truy nã về ma túy đang lẩn trốn, tiếp tục móc nối với các đối tượng trong nước và nước ngoài, tổ chức các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, hoạt động rất manh động, sử dụng vũ khí chống trả khi bị truy bắt. Qua giả soát, hiện ở xã Hàng Kìa, Bà Cò có 7 đối tượng truy nã về ma túy. Địa bàn xã Lóng Luông có 32 đối tượng truy nã về ma túy, trong đó có 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Thành Tuần và Thuận Chột, được coi là đặc biệt nguy hiểm. Trong thời gian bỏ trốn, cả hai đã tập hợp nhiều đối tượng cộng cán, lập ra đại bản doanh ma túy tại bản Tà Dê. Dù lần trốn, nhưng hai chùm ma túy này vẫn cầm đầu đường dây buôn bán ma túy số lượng lớn, vận chuyển từ Lào về Lóng Luông, rồi đưa đi nước thứ ba tiêu thụ tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La. Chiến dịch do Công an tỉnh Sơn La phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai. Khoảng 200 chiến sĩ công an được huy động tham gia phá án. Ban chuyên án huy động nhiều xe đặc chủng như xe bọc thép, xe phá sóng đã bất ngờ tấn công hang ổ của nhóm buôn bán vận chuyển ma túy cực kỳ nguy hiểm này. Từ nhiều năm trước, khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra các đường dây ma túy xuyên quốc gia, hầu hết các đối tượng đều khai có liên quan đến một đối tượng tên là Trăng. Tập trung xác minh, các điều tra viên làm rõ đó chính là tên siêu trùm ma túy Nguyễn Thành Tuần, hiện đang trốn truy nã tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Đến thời điểm bị tiêu diệt, Tuân đã có 2 lệnh truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, một của Công an tỉnh Quảng Ninh và một của Công an tỉnh Sơn La, đều về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong khi đồng bọn lần lượt theo nhau vào tù, chỉ tính riêng hai đường dây lộ sáng đã có 17 kẻ chịu án tử hình, 8 kẻ khác lãnh án chung thân, kể cả bà trùm của nhiều đường dây ma túy đang sống tại Trung Quốc là Đặng Minh Châu, sinh năm 1973 tại Lạng Sơn, cũng bị tóm gọn theo lệnh truy nã và xử phạt chung thân, thị thoát án tử do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Nguyễn Thành Tuần vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Sau khi vợ đi tù, Nguyễn Thành Tuần bỏ quê lên sinh sống ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Cặp bồ với một người phụ nữ trẻ khác, chung sống như vợ chồng và tiếp tục móc nối buôn bán ma túy. Do địa bàn này từ lâu đã là thánh địa ma túy vùng Tây Bắc, là nơi tập kết hàng của các toán nhóm vận chuyển ma túy vũ trang người Lào, Thái Lan từ biên giới Việt-Lào vào nội địa, nên Tuân nhanh chóng trở thành đầu nậu có tiếng, cung cấp nguồn hàng cho hầu hết các đường dây ma túy xuyên quốc gia. Hàng của Tuân có tiếng là chất lượng, bởi dù heroin hay hồng phiến, hàng đá, ma túy tổng hợp các loại đều là hàng made in tam giác vàng, ít bị pha chế dập lại như nhiều đầu nậu khác. Mặt khác, Tuân có nguồn hàng cực kỳ dồi dào, muốn lấy bao nhiêu cũng có. Bởi vậy, những tay buôn ma túy chuyên nghiệp có thâm niên thường tìm đến Tuân. Cầm đầu nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia, nhưng hầu như Tuân không bao giờ ra mặt, chỉ ngồi một chỗ giao dịch với các chủ hàng và các đầu mối mua hàng qua điện thoại. Sau khi giao dịch thành công, Tuân sai đàn em thân tín lên khu vực rừng già, nơi giáp danh giữa tỉnh Hòa Bình, Sơn La, để nhận ma túy từ gã chủ hàng người Mông
tên là Nhồng. Sau đó cũng qua điện thoại, Tuân sai đám tay chân đem giao cho các mối hàng ở nhiều tỉnh thành phía Bắc và đem cho các ông trùm ma túy người Trung Quốc. Cũng giống như các phi vụ làm ăn khác trong giới ma túy, việc mua phải hàng dởm, hàng kém chất lượng hay bị cướp hàng, chơi đều, quỳ tiền không phải là hiếm khi xảy ra. Nhưng với trùm Tuân, phương châm phải là tiền tươi thóc thật nên việc mua bán ma túy xuôi trèo mát mái suốt thời gian khá dài. Hầu hết các chuyến hàng lớn, Tuân bao giờ cũng khuyến mại thêm cho đối tác vài khẩu súng quân dụng, thậm chí cả AK, lựu đạn để bảo vệ hàng. Chỉ trong hai vụ án mà Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an điều tra, các đường dây do Tuân điều hành đã mua bán 2.700 bánh heroin. Để gây thêm thanh thế ở vùng đất giữ này, đồng thời điều hành cùng lúc nhiều đường dây ma túy khác nhau hoạt động hết công suất, Tuân lôi kéo những kẻ tiền án tiền sự nhiều hơn tiền mặt. Thành phần giang hồ bất hảo đều đến đầu quân dưới trướng. Sau này, nhà của Tuân là điểm đến cho các đối tượng truy nã ở nơi khác tới tá túc. Đến thời điểm bị bắt, nhà Tuân thường xuyên có 14 đối tượng. Trong đám đệ tử của Tuân có tên Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1989, trú tại Đồng Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Một trong hai tử tù trốn trại gây xôn xao dư luận mới đây. Cũng là kẻ từng có tiền án, Tình được trùm Tuân chọn thay thế cho đám đàn em bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an bắt hàng loạt do dính vào vụ vận chuyển 490 bánh heroin trong bình ga công nghiệp do Nguyễn Quốc Hùng, sinh năm 1983, trú tại Điệp Nông, Hưng Hà, Thái Bình, cầm đầu. Sau khi bị bắt giữ 490 bánh heroin vào ngày 22 tháng 7 năm 2015, thì đến đầu tháng 11 năm 2015, bà trùm Đặng Minh Châu tiếp tục điện thoại mua của Nguyễn Thành Tuân 80 bánh heroin với giá 192 triệu đồng trên bánh. Để thực hiện kế hoạch mua bán ma túy này, Tuân đã bảo Nguyễn Văn Tình thuê một nhà ở Hà Nội làm kho giấu heroin, ngụy trang là kho đựng bánh kẹo. Do vậy, Nguyễn Văn Tình đã thuê nhà của anh Bùi Văn Quang ở thôn Trại Mới, xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội. Sau khi thuê được nhà để cất giấu ma túy, thì Tuân cho Châu biết số điện thoại của Tình để Châu trực tiếp liên hệ với Tình để nhận heroin. Sau đó Châu đã điện cho Tình và thuê xe tải chở bánh kẹo đến địa điểm để Tình bốc hàng bánh kẹo cho vào trong kho. Đến sáng ngày hôm sau, Tuân cho Bùi Văn Biên đi xe ô tô chở 80 bánh heroin xuống Hà Nội. Số heroin này Tuân giấu vào trong lốp dự phòng của xe ô tô Fortuner. Sau đó điện cho Tình để Tình ra đón Biên chở ma túy về kho. Khi Biên vận chuyển heroin đến, thì Tình lấy dao nhọn rạch lốp xe ô tô, lấy 80 bánh heroin ra, giấu lẫn vào trong các thùng bánh kẹo. Ngoài ra, sau khi mua bán chót lọt 80 bánh heroin trên, Tình đã trực tiếp đi nhận 4 tỷ đồng của Châu gửi về hiệu vàng ở phố Hàng Bạc, rồi giao lại cho Biên, mang giao cho Tuân. Bị tuyên án tử hình, Tình cùng thọ sứt trốn trại giam T16, tìm cách mò lên nhà Tuân, nhưng lực lượng truy bắt đã đoán được ý đồ của hắn, nên đã giăng sẵn lưới tóm gọn. Một tay chân đắc lực nhất của trùm Tuân phải kể đến Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1993, dân tộc Mường, ngụ thôn Lập Thành, xã Đồng Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả, được học hành đàng hoàng, nhưng vừa học hết lớp 12 chưa bao lâu, Hùng đã lọt mắt xanh của ông trùm ma túy Nguyễn Thành Tuân ở cùng xã với Hùng và nhanh chóng trở thành kẻ giúp sức đắc lực cho hắn. Chỉ trong thời gian ngắn, một gã thanh niên vắt mũi chưa sạch như Hùng đã có trong tay khối tài sản lớn. Hùng mua 4 ô tô, trong đó có cả chiếc Camry hạng sang, thậm chí dựng hẳn một căn nhà sàn bề thế chỉ để làm nơi tập kết, cất giấu ma túy và vũ khí cho ông trùm. Khi Hùng bị bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng tại thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội, cơ quan điều tra đã thu giữ được 9 bánh heroin, 1 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng AK-47, kèm 30 viên đạn. Mỗi chuyến hàng, Hùng thường vận chuyển hàng thuê với số lượng rất lớn, nhiều thì 300 đến 400 bánh, ít cũng mấy chục bánh heroin. Hùng còn thay ông trùm chỉ đạo, liên lạc với khách hàng, nhận tiền, cảnh giới để vận chuyển nhiều lần với số lượng lớn ma túy mang về Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Cạn để bán. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đủ cơ sở kết luận Nguyễn Văn Hùng mua bán trái phép 1.269 bánh heroin. Những tay chân đắc lực của trùm Tuân còn có Nguyễn Trung Kiên,
sinh năm 1974, trú tại tổ 23, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, và Trần Đức Duy, sinh năm 1986, trú tại khu 8, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Lãnh một tiền án 18 tháng tù chèo về tội vi phạm quy định về điều khiển giao thông. Duy bỏ nghề tài xế, đi theo Nguyễn Thành Tuần, trực tiếp lái xe chở ma túy và vũ khí mang về Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Cạn cho ông trùm. Rạng sáng ngày 6 tháng 1 năm 2015, Duy bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an bắt quả tang khi đang vận chuyển 94 bánh heroin trên chiếc xe tải nhỏ màu xanh. Trên xe có một khẩu súng kèm băng đạn có 7 viên. Theo kết quả điều tra của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, với vai trò kẻ giúp sức đắc lực cho kẻ cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia này, Trần Đức Duy kiếm được 514 triệu đồng, còn Nguyễn Văn Hùng được trả công 2 tỷ đồng. Đổi lại, hiện nay cả Tình, Hùng, Duy và những tay chân đắc lực khác đều đang chờ ngày thi hành án tử hình. Còn Nguyễn Thành Nam là đối tượng lười lao động, ham chơi, đua đòi, đã vào bản Lũng Xá, Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La sống và giúp việc cho Nguyễn Thành Tuần. Tuần đã chỉ đạo Nam nhận và giao heroin cho khách với nhiệm vụ cảnh giới đường. Nam cũng chính là đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy do đồng phạm với vai trò giúp sức mua bán trái phép 5 lần, tổng số 975 bánh heroin. Nhưng vì sống tại nhà Tuần nên hầu như Nam không được ông trùm chia cho đồng nào. Trong vụ vây bắt hai ông trùm ma túy này ở Lóng Luông, dù cảnh sát thuyết phục ra đầu thú, tuy nhiên hai ông trùm ma túy này quyết cố thủ, chỉ đạo đàn em chống trả bằng súng và lựu đạn. Sau 3 ngày vây giáp, tấn công bằng xe bọc thép, chiều 29 tháng 6 năm 2018, chuyên án kết thúc. Thượng tá Trần Thanh Sơn, trưởng phòng tham mưu công an tỉnh cho biết, trong quá trình đấu tranh chuyên án 18TN, 19TN, lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp như kêu gọi các đối tượng đầu thú để được hưởng sự khoan hồng. Tuy nhiên, các đối tượng không những không chấp hành mà còn lôi kéo đồng bọn từ các địa phương khác đến, sử dụng vũ khí, vật liệu cháy nổ, tạo bong kè, chống đối quyết liệt. Người nhà các đối tượng không hợp tác trong quá trình vận động các đối tượng truy nã đầu thú. Lực lượng công an đã tiêu diệt hai đối tượng chính là Nguyễn Thành Tuần và Nguyễn Văn Thuận trong chuyên án và áp chế các đối tượng khác, bắt sống 3 đối tượng, thu giữ tại hiện trường nhiều vũ khí gồm 49 khẩu súng các loại SK, AR-15, K54, K59. Theo ông Trần Thanh Sơn, việc thực hiện thành công chuyên án có ý nghĩa quan trọng, làm thay đổi cục diện, tạo thuận lợi cho việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp với nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy nhức nhối nhiều năm qua tại xã Lóng Luông. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.